Xin chào tất cả các bác yêu thích mai vàng yên tử nhá. Chào mừng tất cả các bác đã trở lại kênh video của em. Hôm nay thì đã là thời tiết đang là gần giữa tháng 10 âm lịch. Thì thời điểm này thì như em đã chia sẻ những video trước thì đang là thời điểm đánh đảo để đưa cây lên chậu rất là tuyệt vời. Song song với cái thời gian song song với lại cái việc những việc như thế thì còn cái việc cắt tỉa cây cũng rất là quan trọng. Và đây là cái thời kỳ mà cắt, cái thời kỳ cuối năm ấy, nó là cái thời kỳ mà cắt tỉa tạo tán định hình đấy, cho cây là quan trọng nhất đấy. Vì chúng ta cái thời điểm này chúng ta sẽ có thể là cắt những cái cây mai vàng yên tử, mai vàng miền Bắc nó thật là mạnh tay được. Để chúng ta định hình cái dáng, cái thế cốt của cây luôn. Thế như các bác đã biết ấy, thì cái cây mai vàng yên tử thì đặc tính sinh trưởng của nó ở ngoài miền Bắc này thì nó rất là chậm. Đấy, nó mất một thời kỳ ngủ đông. Nó không như là các bác ở trong miền Nam là trồng cái những cái dòng mai vàng đấy thì thời kỳ phát triển của nó gần như là không có thời kỳ ngủ đông luôn. Trong đấy rất là nắng rất là ấm luôn. Nên cây phát triển thỏa sức. Còn đối với miền Bắc thì nó phải ngủ đông, mất khá nhiều là thời gian, tận đến gần 6 tháng trời. Thế thì với cái kiểu thời tiết như này thì cái việc cắt tỉa nó cũng khác so với những cây mai vàng của miền Nam khá là nhiều. Đối với những cây mai vàng của miền Bắc đây, các bác để ý thấy này, mặc dù như em thế này này, em cắt đã gọi là rất là mạnh tay rồi, thế nhưng so với các bác ở trong miền Nam nó vẫn chưa là gì. Thế nhưng mà việc các bác mà nếu mà cắt cành như các bác ở trong miền Nam ấy, ở ngoài miền Bắc này, mà cắt cành giống như ở các bác trong miền Nam thì cái cây nó sẽ không thể nào phục hồi được các bác nhé. Thường người trong miền Nam là mỗi một năm sau khi người ta chơi Tết xong, người ta cắt trụi hết luôn, người ta cắt sát cành như này. Đấy, thậm chí là còn hơn luôn, sát tận trong mà, nhưng mà sang năm cây vẫn phát triển đủ tay cành bình thường. Đấy, mà còn ra hoa các thứ. Thế nhưng mà đối với mai vàng của miền Bắc, các bác cắt như thế thì coi như là sang năm cái cây đi nghỉ chơi luôn nhé các bác nhá. Như em đây này, em cắt đấy, này em chỉ những cái cành nào thật sự cần thiết là phải cắt thì em mới cắt thôi. Còn đâu là những cái cành mà giữ được là phải cố gắng để giữ đấy, định hình cái tán của nó theo năm tháng phát triển sao nó đồng đều, chứ không nên cắt mạnh tay quá mức. Đấy, không nên cắt mạnh tay quá mức. Còn đâu mà lúc mà chúng ta chẳng hạn muốn tạo thành hẳn cái cây phôi ấy, thì em không nói. Chứ còn như để việc cắt tỉa ấy, thì chúng ta chỉ nên làm ở mức vừa phải thôi. Đấy, cố gắng tận dụng và giữ được những cái cành cần thiết. Đấy, anh em để thế này. Đấy, mình cắt này, nhưng mình vẫn để lại này những cái tay này. Đấy, ra riêng thì nó sẽ kín những cái này thôi. Đấy, còn như cành này thì sang năm thì nếu chăm tốt thì có thể phục hồi, còn không thì nó phải sang năm nữa đấy các bạn. Nên này, những cái tay này, nhìn thế này thôi, nuôi được những cái tay mà nó có dăm như thế này, nó lâu lắm rồi này. Vài năm rồi đấy các bạn, ở trên ngọn đấy. Thế nên không phải cứ thích nên là cầm kéo ra là xỉa phát là được đâu. Còn đối với những cái cây bóng, những cây bóng tròn này, mày thấy đây nhá, đang tỉa ở dưới gốc này, rất là thưa ra. Việc tỉa thưa này ra thì là giúp cho nó không bị bỏ cành ở bên trong như các bác nhá. Như này là em tỉa nó rất là mạnh tay rồi đấy, chứ không phải là không đâu. Còn đối với một số cây bóng nó không cần, các bác có thể tiến hành để vào những cái vào dây các bác vít cho nó đều tán. Những cái cành mà nó cái cành ngông ấy mà nó đâm lên này này, cắt hết đi những cái ngông này đi, cố gắng mà cắt lên này vào đúng cái chỗ mà nó đang đẻ nhánh này, mai sau nó đẻ thêm nhánh này ra. Các bác phải thế này thì nó sẽ đẹp hơn. Đừng nên cắt
thòa khỏi cái chỗ nhánh nhiều quá thì nó sẽ không được đẹp. Khu vực này là những khu vực là những cái cây mà mình vẫn chưa muốn để bán Tết, vẫn đang phải chỉnh hình khắc phục. Nhiều, rất là nhiều bác hỏi này, tại sao mai vàng miền Bắc không có đế. Xin thưa các bác, thì trong đây em sẽ dẫn ra khu vực vườn ngoài là có đế các bác nhé, nhưng mà cái tỷ lệ những cây có đế thì nó rất là ít, vì ngày xưa là trồng ấy là chỉ mong nó sống thôi chứ chưa nghĩ đến là nó sẽ được đẹp và như thế này. Mà cái thời gian trồng của và phát triển của mai vàng miền Bắc thì mới được có 12 năm đổ lại đây thôi nhá các bác nhá. Hiện nay đấy thì ở trên mạng đang có rất là nhiều thông tin, nhiều bác thì cứ nghe đến mai vàng miền Bắc hay là đặt tên là mai vàng Yên Tử thì không phải đâu các bác nhá. Cái dòng mai vàng Yên Tử này được bảo tồn và phát triển đấy, tại xã Bình Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thôi các bác nhá. Và cái dòng này đấy chỉ chủ yếu tập trung đấy, nhiều ở Bình Khê thôi. Những nơi khác thì những cái dòng mai mà có nhìn những cái lá và hoa nó so với mai vàng Yên Tử nhìn cái là các bác sẽ biết, nên các bác phải chịu khó tìm hiểu thông tin trên mạng rồi là các nơi để nhận biết, chứ không là nhiều lúc là bản thân cái người chơi rồi người mua người bán người ta cũng không thể biết được đâu là chuẩn xác cái dòng đâu, dòng mai nào đâu. Đấy, người ta cứ bán là người ta đặt tên thôi, nên các bác cũng phải lưu ý. Đây, hôm nay em phẫu thuật một cái cây này nữa này. Nếu mà để bán thì được vài chục triệu rồi, thế nhưng mà em quyết định phẫu thuật cắt cành rồi là tạo lại tán, để vài năm nữa nó sẽ có một cái tương lai mới, nó đẹp hơn. Để đế các bác nhá, Lăng Bổ dẫn các bác ra xem đế. Đây này, không phải cây mai miền Bắc mai vàng Yên Tử không có đế đâu. Có đế nhưng mà giá của những cái cây mai có đế này thì nó sẽ mắc hơn rất là nhiều, vì nó hiếm mà. Bản thân cây mai vàng Yên Tử nó đã rất là ít rồi, nó không nhiều so được với các bác trong miền Nam rồi, thì nó giá trị nó đã cao, còn đâu những cây mai đẹp thì nó còn cao hơn nữa. Dòng mai Yên Tử thì là hoa năm cánh tuột xanh nhá, nở thành chùm các bác nhá. Đế quá chứ. Đấy, nhiều cây có đế, thế nhưng mà ngày xưa trồng ấy thì mục đích thì cứ làm sao mà mang về sống là chính, chứ không nghĩ là mai sau cây mai vàng Yên Tử nó lại đẹp được như này các bác ạ. Ngày xưa thì lúc còn em còn bé thì em cũng không nghĩ là nó, mai sau trồng lớn cái cây mai nó lớn lên nó lại đẹp được như thế này. Đế rất là nhiều các bác nhá, không phải không có đế. Thế nhưng mà chẳng qua là những cái cây mai mà có đế như này ấy thì ngày trồng từ ngày xưa mà có được như này thì nó rất là ít. Đấy, cành em tỉa hết rồi, ngoài này là em tỉa hết cành rồi này. Đấy, mùa này vừa là cái mùa đảo chuyển cây, vừa là tỉa cành, rất là hợp lý. Nên các bác tranh thủ cái thời gian này, nếu không quá là bận bịu thì hãy nên tỉa cây để làm sao nó bóng tán nó được phát triển tốt và nó không bị hỏng tán. Cái việc mà khi mà tạo tán thì cố gắng các bác chỉ tạo một lần để định hình thôi, để nó phát triển theo cái form đấy, chứ đừng nên mà cắt nhiều quá. Thế nhiều bác cứ cắt nhiều quá là thậm chí cây nuôi 12 năm chỉ bằng cái cây người ta nuôi 4-5 năm thôi. Cây mai các bác nên tỉa hết thưa đi, đừng nên giữ những cái cành dăm bên trong nhiều làm gì. Đấy, cố gắng tỉa thưa đi thì nó về lâu về dài nó sẽ tốt hơn. Còn đâu mà đối với những cây mai mà để dăm giấy thì nó đẹp hiện tại thôi, nuôi về lâu về dài nó sẽ không được đẹp.
chẳng hạn như muốn bán ngay ấy thì các bác nên để, còn đâu như em chưa muốn bán ngay ấy thì em phải nuôi. Yeah, cái này vừa rồi hôm nọ đào ủ rồi đây, các bác thấy này, đàn lưới nhiêu cái thứ này, đàn sắt hết rồi. Mà nó ra rễ cái là có thể chuyển vị trí này, nhấc đi chỗ khác hay sang năm chơi Tết cứ thế nhấc lên thôi, rất là tiện. Video của em hôm nay quay đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau nhé.